Chào mừng quý anh chị và các bạn đang theo dõi cái bản tin vào cuối ngày. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy thị trường VN Index đã có một phiên giảm điểm nhẹ vào cuối phiên chiều, trong khi phiên sáng thì chúng ta thấy đã có những cái sự tăng điểm, và sau đó đến buổi chiều thì có những cái sự rung lắc. Và có lẽ nói là cái thời điểm hiện nay thì cái thanh khoản của thị trường của chúng ta thì cũng chưa có được nhiều cái sự đột biến đáng kể. 21 ngàn tỷ ở trên thị trường HOSE, và trong đó thì cái H Index thì cũng chỉ được 2,8 ngàn tỷ. Thanh khoản đều giảm ở trên cả hai cái sàn này so với trong cái giai đoạn vừa qua. Thì đối với trên cái mặt bằng chung thì chúng ta thấy ở cái tổng thể thì chỉ số VN30 thì nó đang có được giữ được một cái sắc xanh le lói, nó đang thể hiện được cái sự tích cực hơn. Như vậy thì có thể thấy là thị trường hiện nay cái việc giữ vững được thị trường đang dựa vào cái nhóm cổ phiếu lớn cũng đang có sự hỗ trợ xuất phát từ cái nhóm VN30. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Thái Lê sẽ nói về cái chỉ số thị trường, nói về thị trường, và thứ hai nữa chúng ta sẽ nói về các cái cổ phiếu đang có cái sự tích cực và có các cái khối lượng thanh khoản cao, và cuối cùng chúng ta sẽ nói về các cái cổ phiếu mà đang giữ và cho cái điểm mua. Ở đây thì chúng ta sẽ chú ý là về thị trường. Về thị trường thì trong cái ngày hôm nay, diễn biến của thị trường của chúng ta thì về chuyển động ngành thì chúng ta thấy là hầu hết là duy trì trên cái sắc đỏ, và trong đó thì có cái nhóm ngành đồ uống, bia và đồ uống có cái khởi sắc, và cái nhóm ngành này thì hầu như cái sự khởi sắc đã được sự lan tỏa từ cái nhóm cổ phiếu SAB. Một phần trong đó thì ngày hôm nay cái giữ cái đà tăng của giữ kìm hãm cái đà giảm của VN Index thì có cái nhóm ngành ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng trong hai cái phiên vừa qua thì chúng ta thấy đang có thể hiện được cái sự tích cực. Tuy nhiên thì một cái điều cũng khá là chưa được thực sự là tích cực, thì cái này thì Thái Lê có chia sẻ ở trên Facebook trong cái phiên ngày hôm nay, thì mặc dù là chúng ta thấy là thị trường đang có được nhiều sự tích cực, nhưng mà có thể thấy là đối với cái nhóm ngành ngân hàng liên tiếp tạo ra những cái sự tích lũy, nhưng mà cái khối lượng liên tiếp đang bị giảm đi, không có cái dòng tiền vào anh chị nhé. Dòng tiền, chỉ số dòng tiền cho đến là cái khối lượng thanh khoản thì liên tiếp là giảm. Do vậy nên là những cái nhịp như hiện nay, mặc dù nó đang tạo ra được hai phiên giữ được sắc xanh ủng hộ cho thị trường, nhưng mà nó vẫn chưa tạo ra được những sự đột biến, và bắt buộc thì thị trường của chúng ta muốn có tích cực hay không thì bắt buộc phải có tiền, đó. Chúng ta muốn có to có đẹp thì bắt buộc chúng ta cũng phải có tiền thì bắt đầu chúng ta mới đầu tư được. Còn lại là các đối với thị trường chứng khoán cũng vậy, nếu mà dòng tiền của chúng ta chỉ là luẩn quẩn quanh các cái dòng tiền hiện có hiện hữu, không có được các cái dòng tiền không có các cái dòng tiền lớn hơn và dòng tiền mới đổ vào, thì rõ ràng chúng ta sẽ không tạo ra được những cái sự đột biến đâu. Mà chúng ta có thể thấy rõ là ở cái việc mà chỉ số VN Index của chúng ta, thì trong những cái phiên bản tin của ngày hôm qua thì Thái Lê cũng có đánh giá là với cái thị trường hiện nay thì nó cũng chỉ tạo ra được những cái bứt phá tăng được nhẹ. Nếu mà cái giữ sự tích cực thì nó sẽ tạo ra được các cái phá các cái vùng đỉnh cũ. Chúng ta thấy liên tiếp các cái phiên vừa rồi thì đều phá các cái đỉnh, nhưng mà nó phá trong những cái sự cái sự chậm chạp và cái sự cố gắng của gò bó, khá là gò bó. Nếu mà chúng ta để ý, thị trường cứ lên được khoảng tầm vài điểm thì nó lại điều chỉnh. Đó, thì ngày đợt này thì VN Index hay là VN30 thì đang có một cái sự trụ hạng khá là lớn từ cái cổ phiếu của Vietcombank. Thì Vietcombank thì liên tiếp ngày hôm nay lại đang phá được cái đỉnh, thì cũng đang thể hiện được cái sự tích cực 111. Thì cái sự tích cực Vietcombank thì rõ ràng dành cho các anh chị mà đầu tư cho trung hạn. Các anh chị theo dõi kênh này thì kênh cái bản tin thì Thái Lê vẫn đánh giá là cái view trung hạn cho Vietcombank khá là tốt. Tuy nhiên để mà đánh cho ngắn hạn thì nhóm đánh với những cái cổ phiếu này thì có thể khiến cho các anh chị dễ bị mất kiên nhẫn. Nhưng mà còn lại chúng ta đánh những cái mà dài hạn thì những cái vùng view trên 120 là đang khá là tốt trong vòng
từ 2 tới 4 tuần tới, 3 đến 4 tuần tới đối với cái cổ phiếu này đang, nhưng mà nó sẽ ít nhiều cái cổ nhóm cổ phiếu cái cổ phiếu Vietcombank này thì với cái sự dẫn dắt như hiện nay thì có thể tạo ra được những cái sự điều chỉnh cũng là những cái điều tất yếu, khi bởi vì khi nó cái nền hỗ trợ của nó đang nằm ở vùng 106, giảm về đây cũng đã mất được khoảng hơn 3% rồi thì nó rất là dễ kéo theo cái sự giảm điểm của thị trường. Hợp nhất cái giai đoạn hiện nay là các cái sự giảm điểm của cái nhóm ngành blue chip, nhóm ngành blue chip thì rất là dễ ảnh hưởng chi phối tâm lý tới toàn thị trường anh chị nhá. Một mặt khác thì chúng ta sẽ thấy là cái ngày hôm nay thì cái nhóm ngành VN30 thì hiện nay đang tạo ra được những cái sự tích lũy khá là tích cực khi nằm trên được tất cả các cái đường hỗ trợ đó. Thì như vậy thì đối với cái nhóm ngành blue chip thì thời điểm hiện nay thì gần như đang khá là im hơi lặng tiếng. Chỉ có một cái điều đáng ngại đấy là cái khối lượng thanh khoản nó chưa được sự tích cực, dòng tiền chưa có cái dòng tiền mới nên chưa thể khó mà để tạo ra được những cái sự đột biến, nên trong cái giai đoạn hiện nay thì nó vô cùng là chúng ta giao dịch hơi bị căng thẳng và hơi bị khó khó đánh. Các cái dòng liên tiếp có thể thay phiên luân phiên nhau nhưng mà nó cứ đánh những cái cây khoảng tầm mà 4 tới 5% và sau đó thì nó lại điều chỉnh rất là khó chịu. Cho vậy nên là cái đoạn này nếu các anh chị mà cứ tính những cái bài đánh giống như trong cái giai đoạn sóng vừa qua, đánh trên dòng tiền đã vào hay là đang có những cái đà tăng 4 đến 5% rồi hay là trần rồi kỳ vọng nó tiếp tục tăng thì rất là khó. Những cái vùng này thì Thái Lê đánh giá là những cái tỷ trọng đầu tư cổ phiếu sinh lời từ trung bình khoảng từ 5 đến 6% cũng đã rất là tích cực rồi, rất là tích cực rồi, bởi vì dòng tiền nó chưa có cái dòng tiền mới nên nó chỉ luân chuyển và chỉ có thể đánh được loanh quanh ở những cái ngưỡng phát triển như vậy thôi. Thì đấy là đối với VN30, nền hỗ trợ của VN30 thì cũng khá là gần đó, từ 90 mà về 75 hoặc 15 điểm. Còn trong khi đó thì VN Index của chúng ta thì nó có nhiều cái sự đáng ngại hơn khi mà cái nền hỗ trợ của nó thì đang còn nằm ở tiếp tục thì nền của nó đang nằm ở vùng 1360. Có lẽ cái vùng mà 1360 này thì ít nhiều VN Index trong 1 tới 2 phiên tới thì Thái Lê đánh giá trong tuần này khả năng sẽ chạm điều chỉnh về cái vùng này. Do vậy nên là cái việc mà cân đối tỷ trọng và cái việc mà kiểm soát cổ phiếu danh mục của chúng ta thời điểm hiện nay khá là quan trọng, đặc biệt là các anh chị nhà đầu tư cá nhân mà chúng ta lại đang nắm giữ những cái danh mục nó khá là nhiều, và nắm giữ những cái danh mục mà thời điểm hiện nay khoảng tầm trên 4 đến 5 HC trở lên thì các anh chị rất là dễ bị rối khi nó xảy ra những cái cú điều chỉnh như 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 vậy, rất là dễ tạo ra cái tâm lý. Nên đối với mỗi cổ phiếu thì chúng ta nên có những cái kịch bản cho cụ thể trong cái giai đoạn hiện nay, và đặc biệt thì cái ưu tiên nhất là với cái nhóm ngành blue thì hiện nay chúng ta đang thấy cái nền tích lũy và hỗ trợ nó có vẻ an toàn hơn, đang có cái sự an toàn hơn đối với cái nhóm cổ phiếu này. Nói nhóm cổ phiếu min kép hay penny, min kép hay penny thì nhịp này chúng ta chỉ đánh cố gắng đánh ăn ngắn thôi, đánh ăn ngắn thì cái hiệu quả của chúng ta sẽ tốt hơn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ thấy là xung quanh đối với chúng ta thì thị trường cũng như thị trường ở đây chúng ta thấy là giá giá dầu đúng không ạ? Giá dầu thì ngày hôm qua thì đang có một cái sự điều chỉnh. Giá dầu tương lai thì ngày hôm qua có cái sự điều chỉnh nhẹ và ngày hôm nay thì đầu phiên nó có cái sự điều chỉnh, nhưng mà đến thời điểm hiện nay thì giá dầu đang có nhiều cái sự hồi phục trở lại rồi. Rõ ràng thì giá dầu thì xét về một cái trend hiện nay nó vẫn đang giữ trong một cái trend tăng. Những cái nhịp điều chỉnh đối với giá dầu nó cũng là chuyện là tất yếu cái thời điểm hiện nay, không có vấn đề gì hết. Trong một cái đà tăng mạnh như vừa qua thì nó có các cái nến điều chỉnh rồi sau đó tiếp tục đà tăng. Còn lại chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì là đảo chiều hay phân phối. Đối với chứng khoán Mỹ, đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy ngày hôm qua nó tiếp tục hồi về ở cái vùng mà kháng cự này rồi. Khả năng cao là Dow Jones ngày hôm nay sẽ có cái sự điều chỉnh. Thái Lê đánh giá ngày hôm nay ít nhiều nó sẽ có cái sự điều chỉnh khi nó chạm các cái vùng kháng cự này. Thì nó điều chỉnh thì nó vẫn nằm trong cái kịch bản của chúng ta, trong đặc biệt là
cái phiên ngày hôm trước khi nó tăng một cái nến rất là cao đúng không ạ, tăng đến tận hơn 400 điểm, 450 điểm, mà 1,5-1,6% đối với Dow Jones ngày hôm trước. Ngày hôm qua thì có cái sự tăng nhẹ. Thì ở đây thì Thái Lê thấy là đang có một cái vùng cản ở quanh cái vùng 340 này. Do vậy nên là nếu mà chỉ số của chúng Dow Jones thì các ngày hôm nay nó vẫn đang có cái sự tích lũy loanh quanh ở cái vùng này thôi, hoặc là có cái sự điều chỉnh. Đối với các nước xung quanh thì có thể thấy như Nhật thì sau cái đà tăng mạnh hôm trước giảm mạnh rồi sau đó là ngày hôm qua tăng mạnh đúng không ạ, 3,6-3,7%, rồi sau đó ngày hôm trước tăng mạnh rồi sau đó là ngày hôm qua lại có đang có cái sự gần như là nằm quanh cái vùng giá tham chiếu thôi. Trung Quốc cũng vậy, tăng nhẹ, rồi Hồng Kông tăng mạnh này, Hồng Kông tăng đến tận 2% đó. Thì giá dầu thì vẫn đang đã có cái sự hồi phục trở lại rồi. Như vậy thì hiện nay các anh chị mà nắm đối với cái nhóm ngành dầu của chúng ta thì vẫn đang có được những cái ưu thế. Thì một số cái cổ phiếu mà hiện nay chúng ta cũng có thể quan tâm đang thể hiện được cái sự tích cực, đấy là hôm nay có PVT. PVT thì ngày hôm nay khối ngoại là mua vào khá là lớn anh chị nha. Trong đặc biệt là trong cái phiên sáng khối ngoại mua vào PVT rất là lớn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ theo dõi xem khối ngoại. Ở đây thì chúng ta thấy là cái khối ngoại ngày hôm nay thì trên HOSE đang có cái mua ròng này 164 tỷ, còn khối tự doanh của chúng ta hôm nay có tiếp tục cái đà bán. Khối ngoại thì ngày hôm nay vẫn liên tiếp vẫn mua vào như Vinhome hay Vietcombank. PVT khối ngoại hôm nay cũng mua vào rất là lớn này, mua vào trong buổi sáng, đặc biệt là như Vinhome. Chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa rồi thì các cái cổ phiếu vốn hóa lớn như Vietcombank, rồi Vinhome thì đang được sự để ý của giới nhà đầu tư. PVT thì ngày hôm nay cũng được khối ngoại mua vào hơn 1 triệu, hơn 10 triệu. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là Vinhome này, Vinhome thì khối ngoại trong cả một cái 2 tuần ròng rã vừa rồi nó liên tục là mua ròng vào đó, nó cũng tương tự như cái ông Vietcombank. Do vậy nên là cái đợt vừa rồi thì các anh chị nếu nắm giữ những cái cổ phiếu này thì cơ bản là chúng ta vẫn đang có được những cái thành quả nhất định trong một cái thị trường đầy biến động và đầy khó chịu như hiện nay. Đầy biến động và đầy khó chịu đúng không ạ? Ở đây chúng ta thấy là khối ngoại mua vào như vậy cũng tính ra cũng khá là nhiều, khoảng hơn 600 đến 700 tỷ cho chỉ ngót nghét trong vòng 1,5 tuần vừa qua thôi đối với Vietcombank. Chiều bán ra thì VPBank này, VPBank thì ngày hôm nay có cái thông tin ngày hôm qua có cái thông tin trả cổ tức, thì ngay ngày hôm nay đã thể hiện được cái sự tích lũy tạo ra một cái cú gáp tăng, đóng cửa tăng 4,5%. Tuy nhiên thì hiện nay thì nó đang có một cái nền cản ở đây, thì như ngày hôm qua thì Thái Lê cũng đánh giá với cái tin đấy ra thì sáng ngày hôm sau cũng đã có một cái sự bật tăng lên ở cái vùng cản này. Có lẽ ở quanh cái vùng cản này thì vẫn đang sẽ tạo ra rất là nhiều cái sự rung lắc ở đây. Các chị mà có được các cái cổ phiếu đặc biệt mà mua ở những cái nhóm ở dưới này và bây giờ tạo ở đây thì chúng ta có thể chốt lời được, hoàn toàn chốt lời được cái giai đoạn hiện nay để mà chúng ta đánh, trừ trường hợp chúng đánh giữ thôi, còn lại không nữa thì các anh chị đánh xác định đã đánh ngắn thì những cái mức sinh lời như 5% là quá đẹp trong một cái cuộc tình giai đoạn như hiện nay, rất là khó để chúng ta có thể kỳ vọng hơn nữa nha. Đấy là Vietcombank. Như đối với cái nhóm ngành ngân hàng thì ngày hôm nay thì tích cực thì có Vietcombank đúng không ạ, Vietcombank thì như ngày hôm qua thì trong bản tin thì chúng ta cũng đánh giá tiếp tục có cái đà tăng. Đã đây cũng không đánh giá, nghĩa là nó chỉ loanh quanh ở cái vùng 110 thì nó được điều chỉnh, ngày hôm nay còn vươn lên đến cả 111. Thì ít nhiều thì trong 1-2 phiên tới thì Thái Lê đánh giá là cái sự ảnh hưởng chuyển động thị trường điều chỉnh ấy, nó sẽ có thể ảnh hưởng ở Vietcombank, nhưng mà Vietcombank nó chỉ là một cái đà điều chỉnh khá là bé, giảm sau cái vùng này khoảng tầm 3% thôi nhá.
Nên là các chị mà đang có những cái vùng nền mà khuyến nghị mua ở dưới này rồi thì chúng ta vẫn có thể là hạ bớt một phần tỷ trọng, như hạ khoảng tầm 30%, sau đó chúng ta tiếp tục nắm giữ, có thể mua bổ sung lại khi mà nó có điều chỉnh về vùng 106 này đó. Còn lại thì vẫn đang một cái trên tăng rất là tốt, một trên trung hạn rất là tốt các anh chị nhé. À, thì rồi tiếp theo là bên cái nhóm ngành ngân hàng thì ngày hôm nay là có STB này cũng có cái lực bán ra ngày hôm nay cũng khá là mạnh này. À, lực bán cũng khá là mạnh, và đối với STB thì Thái Lê đánh giá cái đà này nó vẫn còn chặt. Đà này nó vẫn còn giảm về, mà chắc là giảm về vùng 28, vùng 28, 28 còn xấu hơn nữa thì 27, nhưng mà chắc là về 28 cái này nó sẽ bật lên thôi. Trong cái nhóm ngành ngân hàng thì hôm nay có STB cũng có cái thể hiện cái sự giao dịch cũng khá là tích cực. Thì STB thì Thái Lê đánh giá cái đoạn này thì cũng chưa có thể hiện được cái gì rõ ràng cả, chưa thể hiện được cái gì rõ ràng cả. Chắc có lẽ đến cái vùng này thì cái hỗ trợ của nó còn nằm tít ở 24.5 này, mà 24.5 về được cái vùng này thì chúng ta mua, còn không thôi đoạn này bỏ qua. Có hàng thì các chị thì chúng ta hạ bớt thì chậm đi, hạ bớt đi. Còn lại 50-50 nó về được 24.5 thì chúng ta mua thì an toàn hơn. Một cái nhóm ngành khác đây, một cái cổ phiếu khác ở trong ngân hàng đấy là MBB. MBB thì đang thể hiện được cái sự tích cực hơn, có vẻ tích cực hơn rất là nhiều so với các cái cổ phiếu khác. Đặc biệt là cái dòng tiền thì hiện nay nó cũng không có nhiều cái sự đột biến, nghĩa là cái dòng tiền tập trung vào MBB hiện nay vẫn đang khá là ổn định, khá là ổn định. MBB thì Thái Lê đánh giá với cái ngưỡng đỉnh cũ này vẫn là một cái ngưỡng vô cùng quan trọng, 42.2 này này. Thì với những ngưỡng này thì chúng ta có thể hạ bớt đi thì chậm thì nó vẫn hay hơn, rồi cái phần còn lại chúng ta tiếp tục giữ thì cái tâm thế của chúng ta sẽ an toàn. Ít nhất là nó có những cái điều chỉnh như về 40 thì cũng đã cuốn đi chơi của chúng ta mất khoảng tầm 4,5% rồi, 4,5% rồi đó. Thì nó cũng do vậy nên là chúng ta cũng hạ bớt cái tỷ trọng chốt lời một phần đi, rồi trở về đây chúng ta lại tính tính tiếp. Còn cái phần còn lại nếu có đà giữ được cái đà tăng thì nó tốt quá, nhưng cái đoạn này thì Thái Lê đánh giá MBB thì đang thể hiện sự tích cực. Nhưng mà MBB nhá, khi mà thị trường của chúng ta ổn định trở lại và dòng tiền trở lại nhá, cái ông MBB này ông sẽ chạy khá là tốt này đó. Nên là những cái giai đoạn hiện nay chúng ta cũng sẽ lưu ý là vào những cái thời điểm thị trường khá là khoai và khá là sương như hiện nay thì xem ông nào bây giờ đang thể hiện cái sự tích cực, và thứ hai là cái dòng tiền đang được bổ trợ, thì chúng ta lưu ý. Chứ còn lại khi mà thị trường đã bình ổn hay là sang, chúng ta thấy là cái câu chuyện sáng hôm nay ở trên VTV ở bên FPT trả lời về cuối tháng 6 và đầu tháng 7 bắt đầu hệ thống nhảy vào được, hệ thống bình ổn được, thì có thể nó cũng sẽ tạo ra được những cái sức hút nhất định của dòng tiền. Nhưng mà với những cái sự rung lắc về dòng tiền như hiện nay thì rất là dễ có thể trước cái thời điểm tháng 6, cuối tháng 6 này có thể tạo ra những cái sự điều chỉnh, điều chỉnh khoảng tầm vài chục điểm thôi, nó cũng chắc không điều chỉnh nhiều đâu, nhưng mà nó cũng sẽ dễ khiến cho các chị chúng ta sẽ bị tâm lý, dễ bị tâm lý. Trong cái nhóm ngành ngân hàng thì chúng ta sẽ để ý một số cổ phiếu như vậy. Ngoài ra một số cái nhóm ngành như bên dầu khí thì chúng ta thấy PVS cũng đang giữ được một cái trên tăng tích lũy, tích cực, chạm hỗ trợ gái thì bật lên, chưa có vấn đề gì hết đúng không ạ. Khi nào mà nó nằm ở dưới vùng vùng giá 929 thì khi đấy mới đáng ngại đối với PVS thôi, còn hiện nay thì vẫn tiếp tục nắm giữ. Hai ngày hôm nay PVT khi mà khối ngoại mua vào rất là tích cực, và VT thì vẫn đang giữ cho một cái đà tăng, ngày mai hai kiếm vẫn tiếp tục là chìa lên, như vậy thì cái đà tăng của nó vẫn đang ổn, chúng ta vẫn yên tâm để nắm giữ cho cái PVT. Có lẽ đối với nhóm ngành dầu khí thì Thái Lê đánh giá đầu tư cho đến đợt cuối tuần này hoặc là sang giữa tuần sau nữa là gần như như có lẽ cái sóng dầu khí từ đây đến đây khoảng tầm 15 đến 20% cũng đã là tích cực rồi, đã là tích cực so với cái mặt bằng chung của thị trường. Thì chúng ta cũng sẽ lưu ý. Dòng tiền thì cái giai đoạn này thì nó vẫn đang đều đặn trong cái giai đoạn tháng 6 này. Dòng tiền của nhóm ngành dầu khí vẫn đang đều đặn và khá tốt. Một số cái nhóm ngành khác mà thì đang thể hiện cũng sự tích cực, như là AAA, lực bán ngày hôm nay cũng khá lớn này. Thì AAA thì rõ ràng thì đang có một cái nền hỗ trợ và tạo ra cái thế khách sạn như ở đây thì
cái việc điều chỉnh về cái vùng 18 đấy là cái việc trong ngắn hạn rất là dễ xảy ra. 18 mà xấu hơn là 17.5, 17.5 là cái hỗ trợ tốt đó. Thì các chị mà đầu tư nhóm ngành này thì nó cũng đang được hưởng lợi từ cái nhóm ngành từ cả nhựa và một số cái thuận lợi trong cái khu cái diện tích đất là bất động sản công nghiệp của ông An Phát Xanh này cũng là về cơ bản rất là tốt, nên các cái nền giá điều chỉnh như hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể mua vào được. Các chị lưu ý đó, chúng ta sẽ để ý đó, mặc dù là thị trường khá là xấu nhưng mà dòng tiền đổ vào cái ông này khá là lớn này. Đấy, điều chỉnh về cái vùng này thì các anh chị nhớ lưu ý có thể bắt và mua vào được cái cổ phiếu này. Hay một cái cổ phiếu ngày hôm nay cũng dao động tích cực nữa đấy là FLC. Sau những cái đà tăng thì ngày hôm nay nó giảm ở về cuối phiên gần như sàn rồi, gần như sàn về cuối phiên, một cái pha đảo chiều quay xe rất là nhanh. Thì đối với cái cổ phiếu này thì Thái Lê thì vẫn quan điểm nó là một cái hàng liên quan đến đầu cơ cũng khá là nhiều, nhưng mà thanh khoản nó khá là tốt. Những cái giai đoạn này thì khi mà nó tạo ra những cái tự tích lũy thì Thái Lê không ít khi có những cái khuyến nghị cụ thể đối với những cái nhóm này, cổ phiếu này. Nhưng mà khi nó tạo ra được những cái sự tích lũy nền chặt hoặc là hỗ trợ chặt, ví dụ như ít nhất là FLC nó có những cái điều chỉnh chặt trong cái thời gian sắp tới quanh cái vùng giá ở 13 đúng không ạ, 13 đến 12.5 này, thì bắt đầu là ở cái vùng này thì có thể là chúng ta sẽ dễ dàng mua an toàn hơn, mua an toàn hơn khi cái nền hỗ trợ. Còn lại những cái vùng mà khá là mông lung 50-50 thế này thì chúng ta cũng có thể hết sức vào cân nhắc, đặc biệt là các anh chị đầu tư thường cái nhóm ngành của bên anh Quyết. Đấy là một số cái cổ phiếu mà cũng đang thể hiện được cái sự tích cực trong cái giai đoạn thị trường hiện nay. Và ngoài ra thì Thái Lê sẽ điểm danh một số cái cổ phiếu mà ngày hôm nay cũng ITP cũng đang đánh giá là tích cực, có thể cho các cái điểm mua. Thì có lẽ mua thì ngày hôm nay cũng không có những cái cổ phiếu để mua được, mà chúng ta ngày hôm nay bán, hôm nay thì đã khuyến nghị các chị bán khá là nhiều mã, trong đó có một cái mã phải cắt lỗ đấy là mã DRI này đó. Đấy, thì đối với ITP thì nhiều lúc cái khuyến nghị nó sai thì sẽ báo sai thôi. Thì chúng ta thấy trong cả cái giai đoạn vừa rồi thì các cổ phiếu cũng tăng khá đẹp. Khi mà cái dòng tiền vào ở đây rồi, sau đó thì ITP có khuyến nghị mua ở vùng này tầm đây, thì sau đó phải cắt lỗ khi mất đi cái vùng giá hỗ trợ ở 11.65. Thì chúng ta sai thì chúng ta phải cắt thôi. Không, rồi chúng ta sẽ chọn cái deal khác, được cái thì bây giờ cái danh mục ITP cũng không phải là ít, cũng đang nắm giữ khá là nhiều, bởi vì nhiều cái cổ phiếu giữ trend được từ những cái thời điểm mà hồi tháng 4 nên mà giữ được từ hồi tháng 4, nhưng mà đã có khuyến nghị anh chị chốt đi một nửa rồi, còn một nửa nữa thì chúng ta thả để chạy lãi thôi, thả chạy lãi. Nó cũng khi nào nó vi phạm điểm bán thì chúng ta bán, chứ không thì nhiều lúc là bán khi rơi vào những cái khi mà thị trường tạo các cái vùng đỉnh hay là cổ phiếu tạo ra các cái đỉnh. Thực ra khi cổ phiếu đã tạo đỉnh thì để mà nói biết đâu là đỉnh thì nó vô cùng là khó. Dòng tiền nó cứ càng vào thì các chị tưởng tượng thì nó, giá nó cứ lên thôi. Chỉ có khi dòng tiền nó rút đi thì chúng ta thấy cái sự đảo chiều. Đảo chiều thì bắt buộc nhất, nhanh nhất đấy là chúng ta xem cái đảo chiều từ cái khung ngắn hạn nhất. Đó, khung H1. Đấy, thì khi nào thấy cái sự đảo chiều đấy thì chúng ta có thể bắt đầu mới xác định là bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều thì chúng ta bán ra trước. Đấy. Cứ còn lại mà để mà xác định được đúng đỉnh, bán đỉnh mà khi nó phá đỉnh thì rất là khó luôn. Thái Lê đánh giá là nó có lẽ các cái công cụ nó cũng hiện nay cũng chưa đưa ra được một cái công cụ nào nó chắc chắn như vậy được. Còn lại là ví dụ như nó đã có những cái vùng quá khứ, nó đã có các cái vùng quá khứ, ví dụ như những cái cổ phiếu như Vinamilk, nó có lại những cái vùng quá khứ thì rõ ràng các cái vùng quá khứ của nó khi nó gặp lại những cái vùng này thì nó là những cái sự ám ảnh nhất định. Đấy, nó có những cái kháng cự như 94, chúng ta thấy cứ ruột lên phát là lại rơi này, hay ở quá khứ của nó cũng ngoi ngóc lên được đó, thì nó đều bị rung lắc ở các cái vùng cản hết, rất là khó để xác định được. Còn lại khi đã tạo, còn lại nó đỉnh thì nó cũng giống đáy, nó đã phá đáy đi rồi thì nó cũng chả biết được ở đâu mà lần cả. Đấy, nhưng ở đây thì chúng ta yên tâm một cái điều là với cái đồ thị tuần này, cái nền hỗ trợ quanh đây là đang rất là tốt của Vinamilk.
Quanh đây rất là tốt cho Vinamilk. Như vậy thì Vinamilk chúng ta kiên nhẫn chờ đợi đi, khi nào vượt được trên 94 này thì hãng tham gia, hãng đầu tư. Nó rất là ít sai được, nó ít sai được. Thì đấy là cái cổ phiếu này, hay là cái cổ phiếu vốn hóa lớn nữa như VIX. Như VIX thì lưu ý các chị mà đang đầu tư cái cổ phiếu VIX này thì chúng ta hãy thận trọng này. Cái đoạn này thì Thái Lê đánh giá khá là cao, là VIX ông này đoạn này ông ấy giảm một mạch đó. Ông này đoạn này ông ấy giảm một mạch ít nhất là về cái vùng 113. Còn xấu và dìm hàng nhau hơn nữa thì về vùng 107. Nói chung là về 103 thì chúng ta có thể nhặt khoảng tầm 10-20% rồi. Để mà theo dõi, còn chạm về 107 thì chắc chắn là múc phun hàng được. Không phải sợ gì. Đoạn này bắt giao nhưng mà giao cùn luôn ấy. Thì nó có một số cái nhóm cổ phiếu như vậy, chúng ta lưu ý. Đương nhiên là bắt những cái cổ phiếu này thì sẽ ưu tiên cho các chị đánh trung hạn thì tốt hơn, bởi vì cái bản chất là khi mà cái ông này bắt đáy thì để nó có tạo ra được những cái sự hồi phục ngắn hạn thì nó cũng khá là chậm, nó sẽ khá là chậm, nhưng mà cái nền hỗ trợ thì nó sẽ tốt đấy. Do vậy nên là chúng ta cũng sẽ phân bổ, nếu mà chúng ta ưu tiên nắm đánh cho chung và dài hạn thì chúng ta sẽ lưu ý VIX ở những cái ngưỡng cửa này. Đây là những ngưỡng cửa mà có thể nói là nếu có về đợt này là về nốt lần này thôi, còn lại sau này chưa chắc đã có những cái vùng giá này để các anh chị mua nữa đâu, hay là có sau này có những cái vùng giá này thì khi đây cổ phiếu nó cũng đã chia rồi, nó đã chia cổ tức hay chia tiền hay là cổ phiếu thưởng ABC gì đấy để nó làm giảm tỷ giá vốn. Thì chúng ta cũng sẽ lưu ý cái điều này. Một số cái cổ phiếu ngày hôm nay cũng đang có cái nền hỗ trợ như BMP ngày hôm qua có khuyến nghị các chị mua này, ngày hôm nay có cái sự giảm điểm này thì đang giảm về cái nền hỗ trợ, thì cơ bản người ta lên đánh giá nó cũng đang tốt. Hay là một số cái cổ phiếu như TNG cũng giảm về cái nền hỗ trợ này đó, thì cũng có thể là một cái điểm mua được. Nhưng giai đoạn hiện nay đầu tư chúng ta tỷ trọng thấp thôi, tỷ trọng thấp chưa rõ ràng là cái gì cả, nói chung tiền không vào thì nó rất là khó để chúng ta đầu tư. Một cái cổ phiếu như anh chị cũng đã hỏi về cái chuyện bắt đáy thì TSC, thì Thái Lê đánh giá cái nền hiện nay thì bắt đáy nó tốt nhất chắc là phải 10.5. Thái Lê sẽ bắt đáy ở quanh cái vùng này thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà đối với cái cổ phiếu này thì chúng ta lưu ý là phải chờ đi vài phiên nữa. Bắt đáy ở đây thì nó xác suất 50, hoặc là đoạn này các chị có vào thì vào ở cái vùng 11.6 này thì có vào vào khoảng 10% thôi, xem cho nó đỡ 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 cuống quýt thôi, còn lại thì chờ về dưới này thì nó bật bứt tốc nó tốt hơn rất là nhiều, và gần như nếu mà về tiếp vào vùng này thì nó sẽ tạo ra những cái thế phân kỳ rất là đẹp, phân kỳ rất là đẹp. Khi đấy thì có thì chúng ta có kịp mua được hay không nữa thôi đấy. Rồi thì đấy là cái chương trình của cái bản tin của ngày hôm nay của chúng ta. Rồi, rất là cảm ơn các chị và chúc các chị đầu tư thành công. Các chị nếu cần hỗ trợ cứ liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại Zalo trên cái màn hình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các chị trong cái bản tin kế tiếp.